Xin chào, hôm nay Khoi Tủ Nhựa sẽ giới thiệu đến gia đình mình một chiếc tủ quần áo kết hợp với kệ trang trí. Chiều cao 1m85, ngang 1m62 và sâu 48. Đây là khung treo chính, có thiết kế thân treo inox, chịu lực tốt, gia cường chắc chắn. Đây là khung treo phụ, cũng có thiết kế khung treo. Đây là phần kệ bon, mình có thể để những gấu bông hoặc những bình hoa. Đây là ngăn kéo. Gia đình mình quan tâm, hãy gọi ngay số hotline 0905 102 845 hoặc website khoitunhoa.com, địa chỉ 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.